Và xin tiếp tục chào quý vị và các bạn. Video tiếp theo tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Nhà anh Tuyền và một loạt phôi chọc trời cũng đang chờ chúng tôi xử lý. Các bạn tiếp tục theo dõi xem tôi xử lý cái phôi này thế nào. Bên cạnh thì đã được phôi thứ ba rồi. Đây như các bạn thấy, trong nhà tình vâng, chúng ta cắt chắt lọc ra những cái điểm để chúng ta nuôi chơi. Nếu không để như này thì nó chỉ là cây nhìn nó rất là lôm nhôm.
Trong cả dây ấy, dây nước đấy. Chúng tôi đang nằm ra để xả bệ. Cuộc chơi nào cũng phải vần vò cho nằm ra các bạn nhé. Để xả cái bệ đi cho nó mỏng, khi lên chậu thì nó mới được. Đã xả đi rất là nhiều đất rồi. Thank you.
những cái sẹo to này em nói là nó phải bao nhiêu năm nó mới chỗ này nhảy xuống chạy là như thế là chán rồi. Bây giờ chỉ cần nó mím mà thôi, giờ nó mím là không cần gì. Ờ đúng rồi, cái đấy để nó ra rễ không cần. Như bọn tôi có thể anh cùng 18 hai năm có máy này buổi sáng anh năm tốt con vẫn máy đâu mà biết là con tôi đang làm đơn ta làm những ngày trưa là phải chở cát vào. Đây ông chủ bôi keo vào keo liền sẹo nhá, bôi vào để cho nó không bị nắng mưa này nó kích thích rồi nó không động các côn trùng. Đầu gấu chủ quét rồi, bà chủ cũng quét tí rồi. Vâng, đây là phía mặt sau, tôi sẽ về phía mặt trước để kết thúc video đây, trời cũng bắt đầu tối rồi. Về phía mặt trước các bạn nhé, một số những cái điểm sau này chúng tôi sẽ phải xử lý lại. Bây giờ thì chúng ta vẫn còn phải chờ một số những cái điểm mầm, vì đấy là phôi các bạn nhé. Và video này tôi vẫn thực hiện ở tại Đồ Sơn, nhà vườn nhà anh Viên, Hải Phòng. Và xin khép lại video ở đây. Xin kết thúc và cảm ơn các bạn theo dõi video này. Tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong video sau.